là nên học kinh Pháp Cú của dịch giả nào? Trước tiên có thể đọc nguyên bản dịch tiếng Việt được không? Về cái bản dịch kinh Pháp Cú á, thì bây giờ nó có hai loại nè. Một á, là chúng ta đọc theo cái kiểu vần điệu, tức là phổ theo thể thơ á, để thứ nhất là dễ học, dễ tiếp thu cũng dễ thuộc. Thì đối với các bản dịch thì bây giờ nhiều kiểu dịch lắm, gọi là lục bát có nè, rồi thất ngôn bát cú có, rồi thất ngôn tứ tuyệt có. Thì trong các cái thể loại mà dịch á, thì sự ưng nhất là cái bản dịch của Tịnh Minh. Quý vị tìm Pháp Cú mà bản dịch của Tịnh Minh thì sư thấy cái bản dịch này sư ưng, là dễ học thuộc, dễ tiếp thu và nghe nó cũng xuôi tai. Đó là nói về cái kiểu mà Pháp Cú mà cho có vần có điệu. Còn Pháp Cú mà thể văn xuôi để mà quý vị nghiên cứu, tức là gì? Để chúng ta biết chính xác ý nghĩa của bài kinh Pháp Cú đó. Tại vì á, khi mà chúng ta chuyển qua thể thơ á, mặc dù đúng Pháp Cú là một cái bài kệ, nhưng mà cái kệ của Pali nó không có giống kệ của tiếng Việt. Mà nếu như mình cố mình chuyển qua để cho nó có vần có điệu giống như tiếng Việt á, thì một số cái vấn đề chúng ta sẽ bỏ sót. Thành ra là có đôi khi á, mình đọc cái bài thơ Pháp Cú nghe nó hay á, nhưng mà một số ý nghĩa mình sẽ bị bỏ sót. Thì cho nên quý vị muốn nghiên cứu Pháp Cú mà cho nó rõ nghĩa đó, thì sư đề nghị là quý vị tìm cái bản dịch của Ngài Chánh Thân, tức là Ngài In Đá Chánh Đá. Ngài Chánh Thân có dịch cái bản Pháp Cú mà thể theo văn xuôi, tức là dịch đúng cái đó nó có nghĩa gì vậy, thì quý vị dùng để nghiên cứu. Đó, thì sư chia ra làm hai loại. Cái này chắc có lẽ cho qua ha.